Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng sau thời gian bán chạy lợn trước dịch, lượng lợn ở trong dân có dấu hiệu khan hiếm hơn. Mấy ngày qua thì giá lợn hơi lại quay đầu tăng giá. Hôm nay giá lợn hơi đã đồng loạt tăng nhẹ trên cả nước. Đáng chú ý là giá lợn hơi miền Bắc có nơi cao nhất đã lên tới 73.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 68 tới 73.000 đồng một kg. Lào Cai và Hà Nội cùng tăng nhẹ 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua, lần lượt lên 70 và 73.000 đồng một kg. Các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình cùng tăng 2.000 đồng một kg lên khoảng 69 tới 71.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên hôm nay cũng tăng nhẹ 2.000 đồng một kg lên khoảng 68 tới 71.000 đồng một kg. Cao nhất là hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định 71.000 đồng một kg, thấp nhất là Nghệ An 68.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi phía Nam biến động nhẹ, hai tỉnh Hậu Giang và Tiền Giang tăng 1.000 đồng lên mốc 70.000 đồng một kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 68.000 đồng có mặt tại tỉnh Cần Thơ. Như vậy mặt bằng giá lợn hơi cả nước vẫn đang khá đồng đều, phổ biến ở mức 68 tới 70.000 đồng một kg. Dịp Tết đang đến gần, nhu cầu của nhiều người là mong muốn có một vóc dáng thon gọn để thoải mái diện những bộ đồ đẹp. Cũng chính vì vậy mà các mặt hàng về thực phẩm giảm cân đang nhanh chóng được nhiều trang mạng xã hội đang bán rầm rộ. Tuy nhiên nhiều trong số đó là các mặt hàng chứa chất cấm. Mỡ mềm, mỡ cứng, mỡ lâu năm, đặc biệt là mỡ nội tạng, đảm bảo giảm với thẻ bảo hành 100%. Giảm cân dễ như ăn kẹo Milo. Đó là những lời mời gọi đầy ấn tượng, đặc biệt gây chú ý cho những ai đang có ý định muốn giảm cân nhanh chóng. Một ngày á, mình sử dụng một viên nha. Một viên mình ăn như cái kẹo như vị Milo bình thường á, ăn trước buổi sáng 30 phút á. Cái này á, nếu như là mình cơ địa thì bình thường nha. Một hộp á, bắt lên mình giảm tầm khoảng 5-8 kg là trung bình á. 40 ngày. Cái tốc độ giảm cân an toàn và hợp lý được khuyến nghị đó là mình chỉ nên giảm 5-10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng. Có nghĩa là ví dụ như đối với một cái người mà 80 kg thì trong vòng 6 tháng thì cái mức giảm cân tối đa khuyến nghị nên đạt được đó là chỉ nên giảm đâu tầm khoảng 8 kg mà thôi. Cái đó là tốc độ giảm cân an toàn. Điều đáng lưu ý khi dạo quanh một vòng các trang mạng xã hội, còn có thể nhận thấy được các sản phẩm giảm cân mà Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo đều được xác định có chứa chất cấm là sibutramine. Trên các bao bì thành phần, các nhà sản xuất không hề nêu lên chất này và quảng cáo là hoàn toàn từ thảo dược. Cục Quản lý Dược phẩm của Việt Nam cũng đã từng đưa ra những cảnh báo những cái sản phẩm ví dụ như là bột, này, ví dụ như viên uống hoặc là hiện tại như là kẹo giảm cân thần tốc. Thì những cái loại đó thì mặc dù được quảng cáo là nó hoàn toàn từ thảo dược nhưng mà lại phát hiện có những cái tân dược cấm sử dụng mà đặc biệt đó là sibutramine người ta thường hay trộn vào trong đó. Thì một khi mà cái người thừa cân béo phì sử dụng nó đó, thì khả năng là giảm cân nó nhanh hơn. Nhưng mà cái đó đồng nghĩa với người ta sẽ đón nhận những cái tác dụng phụ, những cái tác hại của những cái loại đó mang lại khi mà chúng ta nạp vào người. Cái hành vi của một cái cá nhân hay tổ chức nào đó mà nhập khẩu hoặc là xách tay những cái mặt hàng thực phẩm chức năng từ nước ngoài về mà không thực hiện cái thủ tục đăng ký kinh doanh hay là không đáp ứng cái điều kiện kinh doanh theo quy định đó, thì đó cũng là một cái hành vi vi phạm. Thì trong trường hợp mà tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm ấy, thì những cái trường hợp mà sử dụng hay là kinh doanh những cái loại thực phẩm mà có những cái loại chất cấm thì đây là một cái trường hợp mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 317 của Bộ luật hình sự. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua và không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên và thông báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức cá nhân có bán các sản phẩm này. Hoạt chất sibutramine từng được kê đơn thuốc giúp giảm cân nhưng sau đó đã bị cấm tại Singapore từ năm 2010 do làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Các chuyên gia y tế cảnh báo người dùng không nên sử dụng các sản phẩm được gọi là giảm cân thần tốc vì chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Sau thị trường Ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia, 1.000 tấn thạch đen đang chuẩn bị xuất theo đường chính ngạch sang Trung Quốc. Thông tin này đã khiến cho giá thạch đen thô tăng gấp đôi từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng một kg. Nông dân Lạng Sơn đang thắng lớn. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức ký nghị định thư về việc xuất khẩu sản phẩm thạch đen sang Trung Quốc.
Ngay sau nghị định thư được ký, một doanh nghiệp kinh doanh thạch đen đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã nhanh tay ký kết hợp đồng cung ứng 1.000 tấn thạch đen với đối tác Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định đây là cơ hội tốt mở ra thị trường đối với sản phẩm đặc trưng và có tiềm năng rất lớn của vùng miền núi phía Bắc. Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, cần phải chuẩn hóa quy trình canh tác và tổ chức sản xuất. Sản xuất phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà nhập khẩu Trung Quốc. Cây thạch đen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn được gọi là cây xương sáo, thủy cẩm, tiên thảo, được trồng tập trung chủ yếu tại ba huyện gồm Tràng Định, Bình Gia và Văn Lãng. Diện tích cây thạch đen hàng năm vào khoảng 2.000 ha, với sản lượng đạt hơn 10.000 tấn. Trong đó, Tràng Định là địa phương có diện tích trồng lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn với gần 1.400 ha, sản lượng hơn 7.000 tấn mỗi năm. Tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khảo sát đánh giá có thể phát triển diện tích cây thạch đen tại Lạng Sơn lên 11.000 ha và đưa vào danh mục những nông sản chủ lực của địa phương. Thời gian gần đây, giá trứng vịt luôn ở mức cao. Đây là lần đầu tiên giá trứng vịt ở mức cao được duy trì trong thời gian dài nhất. Người nuôi vịt ở Đồng Tháp rất phấn khởi vì lợi nhuận khá. Theo các hộ nuôi vịt chạy đồng tại Đồng Tháp, liên tục 2 tháng qua, giá trứng vịt luôn duy trì ở mức cao, người nuôi rất phấn khởi. Hiện trứng vịt loại lớn thương lái đến tận đồng thu mua với giá dao động từ 2.200 đến 2.300 đồng một quả. Còn tại các chợ lẻ, giá trứng vịt từ 2.500 đến 2.600 đồng một quả, tùy kích cỡ lớn nhỏ. Các hộ nuôi vịt đẻ cho biết với 1.000 con vịt đẻ, bình quân mỗi ngày thu khoảng 650 đến 700 quả trứng. Với giá trứng vịt như hiện nay thì người nuôi thu hơn 1,6 triệu đồng trên 1.000 con vịt đẻ. Trừ chi phí thuê nhân công và thức ăn, người nuôi còn lãi một nửa. Hiện toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 3 triệu con vịt đẻ trứng. Ngoài đàn vịt đẻ nuôi theo hình thức chạy đồng thì địa phương này còn có các tổ hợp tác nuôi vịt hướng trứng, an toàn sinh học với đầu ra ổn định. Được các siêu thị, nhà hàng bao tiêu hết sản lượng trứng. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với Bộ Tiêu chí chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đồng chủ trì, lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước và Tây Ninh tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thành Nam nhấn mạnh, việc phát triển du lịch theo định hướng sản phẩm du lịch nông thôn đang là xu hướng phát triển bền vững của du lịch thế giới. Xu hướng phát triển của cái du lịch cộng đồng trong cái bộ tiêu chí OCOP, mỗi xã một sản phẩm đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo và nhất là các cái cơ sở doanh nghiệp đã quan tâm để phát triển. Và đây là một cái lợi thế ở khắp mọi nơi trên cả nước. Và đặc biệt ở đồng bằng sông Long với lợi thế của cái vùng cây ăn trái, vùng lúa gạo, vùng thủy sản thì vấn đề phát triển du lịch cộng đồng là nhiều năm qua cũng phát triển rất là tốt, rất là mạnh. Sau 3 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, cả nước có gần 3.000 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 3 sao và 4 sao. Có 18 sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận OCOP. Để phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng cho mỗi sản phẩm một câu chuyện riêng về quá trình xây dựng thương hiệu, cung cấp cho khách hàng lịch sử ra đời, văn hóa gắn với vùng biển, những con người tâm huyết với sản phẩm. Sản phẩm OCOP được đánh giá chất lượng cao, vì thế sự kết hợp này là điểm thu hút du khách. Chúng ta cần phải có những cái câu chuyện riêng cho nó, đặc sắc cho nó để tránh cái sự nhầm lẫn của sản phẩm du lịch này với những sản phẩm du lịch khác. Và cái câu chuyện đó nó giống như là một cách thổi hồn vào trong một cái sản phẩm du lịch để mà du khách khi họ đến đó họ nghe, họ biết, họ hiểu. Du lịch đồng bằng sông Cửu Long trên nền tảng của một cái tài nguyên du lịch miệt vườn sông nước thì cần phải xác định cái lợi thế so sánh và cái điểm nhấn trong tài nguyên du lịch của mỗi một địa phương để rồi từ đó lựa chọn ra những cái sản phẩm đặc thù mà chỉ địa phương mình mới có. Từ đó xây dựng thành những cái sản phẩm mà có thương hiệu khác biệt so với các địa phương khác. Tỉnh Hậu Giang có 46 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận đạt chuẩn 3 sao, 4 sao. Tỉnh này đang chú trọng khai thác lợi thế về du lịch gắn kết với sản phẩm OCOP để nâng cao thu nhập cho khu vực nông thôn. Hội thảo hôm nay cũng sẽ là cơ hội quan trọng để Hậu Giang thực hiện nội dung kết nối cung cầu, giao thương với các tỉnh thành trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung, với mục tiêu giúp các nhà sản xuất
và nhà phân phối, tiêu thụ gặp gỡ, chia sẻ, kết nối kinh doanh để mở rộng sản xuất, phát triển thị trường. Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết 5 bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hậu Giang. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn vị chủ trì chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP cho biết, thời gian tới cũng sẽ có các chương trình hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu để đồng bằng sông Cửu Long phát triển du lịch cộng đồng, khai thác tối đa hiệu quả kinh tế vùng.